Party. Yes, DJ. Chào mọi người nha. Chào mọi người đã đến kênh của mình nha. Hôm nay là mình có một cái số hạt sang nè mọi người. Đấy, hạt sang. Đây. Hạt sang này thì mình đặt mua mua giống. Và sau đây là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách ươm cái hạt này để lên mầm nha. Sang này là người bán gọi là sang Nhật đó mọi người, không phải là sang sang ta đâu. Sang Nhật nha. Sang Nhật mini. Này, rất là nhiều. Sang Nhật mini đó. Mình thấy nó rất đẹp và mình muốn chia sẻ cho mọi người cách để ươm giống và thành công nhé. Thì mình sẽ bước vào những cái công đoạn để gieo cái hạt giống này nhé, ươm cái hạt giống này lên mầm nhé, và hướng dẫn để cho nó ra được cái mầm dài và phát triển tốt. Chúng ta bắt đầu làm thôi. Đây là hạt sang này mọi người. Nó sẽ có hai đầu, và cái đầu mình cần xử lý là cái đầu này. Đầu có cái lỗ nhỏ trên cái hột sang đó mọi người, chứ không phải là cái đầu nhọn nhọn nữa đâu mọi người. Tại vì cái mầm nó sẽ rút ra từ cái lỗ này này. Mình phải xử lý cái lỗ này trước. Đây là cái đầu để hột sang là nó chóc lên trời đây mọi người. Còn cái lỗ này là cái đầu cúng, cái đầu mà để cung cấp chất dinh dưỡng nuôi cá hạt từ đài sang đó mọi người. Thì mình sẽ xử lý cái đầu có lỗ đấy, chứ không phải là cái đầu có đỉnh này nè. Đó, thấy mọi người thấy hai đầu khác nhau đó mọi người. Đấy, cái đầu có lỗ này. Lỗ rõ rệt luôn đó, thấy mọi người thấy chưa? Đó, cái tờ ở dưới là tờ hướng dẫn. Và đây. Đây là cái hột sang này. Sang này họ gọi là hột sang Nhật mini. Nó có nhiều màu rất là đẹp. Nó mình thấy nó có màu hồng và màu trắng rất là nhiều, nhưng mà nó rất là nhỏ. Đây là hướng dẫn sử dụng nè mà. Hướng dẫn chi tiết để gieo trồng. Thì bước 1 là dùng dao kéo hoặc cái thứ gì đấy để cắt được cái lớp vỏ bên ngoài. Nhưng theo mình thì các bạn nên làm thế nào mà lấy cái hộp ấy đó, mài dưới đất như thế này, còn không là lấy một miếng giấy nhám ấy để xuống và mình mài cho tróc cái đào đi. Là bắt đầu mình ngâm nước, mình ngâm nước là nó sẽ tự nó nở ra, và lúc đấy thì mình sẽ gỡ được vỏ nó rất là dễ dàng, chứ không cần phải dùng kèm bấm. Đây là cái hộp để mình chuẩn bị bỏ cái hạt vào ngâm đây mọi người. Đấy, cái hộp này là hộp cháo dinh dưỡng của mấy đứa con nít. Đó, mình tận dụng lại thôi. Nó có cả nắp luôn. Mình đậy lên. Và mình gieo hạt thì mình cần phải có cái nước nóng. Đây mình có cái phích và mình đựng nước nóng vào trong cái phích này. Đó. Thì đó là hai cái cần thiết để mà ươm hạt thành công nha mọi người. Đây là một cái hạt mình đã ngâm trước rồi, nó đã bị hỏng. Đó. Mình đã bóp cái phần vỏ bên ngoài ngay chỗ cái lỗ đấy. Mình xử lý. Đây là cái hột no nước này mọi người. Nó cái hột sang mini này nó rất là nhỏ. Khi nó no nước là nó sẽ to như thế như vậy đó. Đó, cái đầu mình cần xử lý là cái đầu có cái lỗ đó. Cái mầm nó sẽ rút ra cái đầu này. Còn cái đầu phía trên nè, nó có cái chốt nhọn nè mọi người. Đó, cái đầu này là mình không cần xử lý. Nếu
các bạn muốn cho nó nở nhanh hơn thì nên cắt cái đầu đường sau. Mình chỉ cắt cái đầu đường trước thôi, mình cắt cái đầu lỗ đó thôi, chứ không có làm cái đường sau. Nhưng mà mình vẫn thấy là thành công. Đây là cái hột đã bị thối, và sau đây mình sẽ cho nó xái những cái hột mình đã ươm. Đây, cái hột mình đã ươm đây mọi người, nó đã lên mầm rồi đấy. Đó, sau 2 ngày nó sẽ như thế này, nó sẽ nhú mầm lên như như vậy mọi người. Đó, cái hột sen nó sẽ bị nứt đâu ra và cái hột mầm nó sẽ chui ra đó mọi người. Cái mầm nó sẽ chui ra đó, mọi người thấy chưa? Hột sen này cách ươm thì rất là dễ, nhưng mọi người chú ý nhé, thì phải dùng nước nóng và mỗi ngày phải thay 2 lần để cho nó nước ấm ấy, nước ấm thay mỗi ngày 2 lần để cho nó kích thích, tại vì cái hột này nó cần sự ấm áp thì nó mới chui ra khỏi hạt được. Đây, cây đã nhú mầm rồi đó mọi người, rất là cao, cây này đã được 5 cm rồi đó mọi người, nó có 2 mầm luôn. Đây là một hạt giống rất là tốt. Đấy, mình gieo khoảng 10 hạt nhưng mà nó cũng có xác suất thiệt hại, mình đã thiệt hại mất 3 hạt và còn 7 hạt rồi. Hiện tại thì nó phát triển đang rất tốt. Nếu mà cái hạt sen đó nó đã nhú mầm được như vậy thì mọi người nên thay nước một lần một ngày thôi, chứ không có cần nhiều, để cho kích thích cái lá nó ra nha mọi người. Đây, mình xếp lại những cái giai đoạn nó ra mầm nha. Đó, ban đầu là cái hột mà từ trái sang phải, cái hột đầu tiên là không, đó là hột ngậm nước. Ngậm nước xong nó sẽ đủ nước, nó sẽ lú cái cây mầm ra. Và cây mầm mà được 2 ngày là cây mầm, cái hột thứ ba đó là cây mầm được 2 ngày. Và cây mầm cuối thứ tư ấy là cây mầm được 3 ngày. Nó phát triển rất là nhanh mọi người. Đó, và lên xanh rất là đẹp. Mình bây giờ là mình phải chờ nó ra rễ thì mình mới đem đi trồng được. Còn đất trồng thì mọi người nếu mà ở gần các cái bờ ruộng ấy thì lấy đất của các cái ruộng đấy lên và nhầu với nước là nó sẽ ra bùn nha mọi người. Và mình sẽ trồng. Đây các bạn, đây là cái cây hoa sen đã được 5 ngày tuổi và nó như thế này. Đây, đây là cái chậu. Đó, mọi người thấy không? Đây là cây hoa sen. Đó, cây hoa sen đã được 5 ngày tuổi mọi người. Nó sẽ ra được 2 chiếc lá, một chiếc lá ở dưới và một chiếc lá ở trên. Đó, cái ca mình đem ra cho mọi người xem nhé. Đây, này, 2 chiếc lá ở đây nè, ở dưới là có một chiếc lá nữa nè. Đó, này, dưới là cái hộp của nó. Để mình quay cận cảnh cho mọi người xem nhé. Đó, thì sau khi 5 ngày tuổi thì nó sẽ có rễ này mọi người. Đây. Đó, mọi người thấy rễ chưa? Cái hột nó rung quá.
nó cái rễ trắng nó bắt đầu ra rồi mọi người. Đó. Và tiếp tục ở giữa này. Ở giữa này thì nó có thêm một cái nụ đang chuẩn bị lên. Đó. Thì đó là những cái mình chia sẻ, đó là mình đã thành công cái việc ươm giống cái hột sen này, hột sen Nhật mini. Đó. Thì mình gieo khoảng 10 hột mà bây giờ thì chỉ còn khoảng 5 hột thôi. Thiệt hại hai cái bị rụng tim. Nó bị rụng tim thành ra không có làm gì được hết. Nó bị gãy. Trên này thì cũng có một số thiệt hại nữa, đó là cái lá này mọi người. Đó, cái lá này mọi người nhìn thấy cái lá không? Nó cái lá này nó bị cục rồi. Lấy nét hơi bị chậm, máy Samsung nó lấy nét hơi bị chậm mọi người. Nó cục cái lá rồi mọi người, nhưng cũng không sao. Đây là mấy cái lá mầm mọi người. Đó, thì mình chờ cho cái rễ nó ra dài xíu nữa thì mình sẽ trao qua cái chậu. Đó. Và đây là cái chậu của mình. Đây là cái chậu của mình sẽ gieo giống. Và dưới này cho mọi người xem này. Nước này mình mới bỏ bùn vào và nó rất là đục. Mình sẽ moi lên cho mọi người xem. Mọi người chuẩn bị bùn trước khoảng 2-3 ngày để cho nó trao. Đây, bùn này là đất phù sa ở dưới sông mình trở về nha mọi người. Để cho nó lắng xuống. Nước thì nó nước bên đây nó đục rồi. Nó không có trao. Đây mọi người. Đất phù sa rất là vàng và rất là tốt. Đó, để 2-3 ngày để cho nó lắng hết cát xuống. Rồi nước nó trong thì mình bắt đầu mình trồng. Với lại mình chờ cho cái hột sen nó ra rễ thì mình sẽ bỏ vào đây. Thì nó rất là đơn giản như vậy. Đó. Thì nếu mà có cái gì khó khăn thì mình sẽ chia sẻ tiếp. Và hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn là trồng cái hạt sen để ươm hạt sen để cho nó lên mầm thôi mọi người nha. Đó, cái chậu thì mọi người kiếm một cái chậu thao cũng được. Miễn rằng là có đất, có bùn. Trong đấy thì cây nó sẽ sống. Nó không có cầu kỳ dây đâu. Còn mình theo người bán thì các bạn có thể để trên bàn học hoặc bàn làm việc để giải stress ha. Rồi, cái video của mình đến nay kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Và mình sẽ chia sẻ thêm những video sau. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye.